Hello, xin chào cô chú anh chị đã đến kênh chăn nuôi bánh tre ha. Hôm nay em lên con 3B cái với con siêu mẫu đen cô chú anh chị, hàng này hàng ít tiền mini ha. Mong cô chú anh chị thấy ưng ý mua thì liên hệ cho em kênh em có sống lúc 12 trưa và 6:30 tối ha chú anh chị. Nhưng mà cô chú xem nội dung thấy giá cả ưng ý mua thì liên hệ ha. Đây là con 3B cái nè cô chú anh chị, thấy cực kỳ không? Hàng này là cao mét lẻ không chú anh chị ơi. Ha. Cái ngày còn nhỏ ha chú anh chị. Đây. Lúng yếm nè, lúng của nó cô chú chị thấy MB lúng chèn nè, cực kỳ không đó, này đúng nè, chân cẳng hoàn thiện, không có bút xe xuống lúng xuống luộc gì hết cô chú chị ha. Đít nè, đây F1 nha. Qua to cô chú chị, cặp mình đít nè, phè luôn thấy không. Đây lưng này đóng lưng đôi luôn, sái tích nghiêm chỉnh nha, thấy không, sái tích nghiêm chỉnh ha, chân cẳng không có bú mất xe xuống xuống luộc gì hết. Qua tới siêu mẫu đen của chúng chị ha, siêu đen này cũng cao được mét lẻ ha. Đầu đầu trụi nè, lưng thì hơi trộm thì tí ha, sái lưng ha. Đó chân cẳng nè, chân trước chú chị không, chân sau ha, lúng nè, lông áo nó còn nè, lông áo chưa lụng hết cho chú anh chị, bò lông áo còn luôn thấy không, lúng của nó nè cực kỳ không. Con này là con siêu mẫu đen nha chú anh chị, với con 3B đó. Hàng này anh chủ nhà bán giá là 28 triệu ha, hai con 28 triệu thì cô chú anh chị nghĩ mua thì liên hệ cho em. Có một cặp này 28 triệu nè, cực kỳ không, xịn không, con AB đích phù luôn, qua to AB để giống cũng ok chú anh chị, đích phù nhưng mà còn nhỏ nó ú nè, thấy không, qua to F1 nha. Ở con siêu đen cũng vậy, đây là con siêu mẫu đen, qua trầm siêu đen qua trà bá luôn nè, thấy không, kỳ không chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha. Đây chân cẳng nè, siêu mẫu đen đi đó. Đó hàng nè, ai cô chú anh chị mua hàng ít tiền thì hàng này giá là cái gì, chỉ có 28 triệu à. Đó con siêu mẫu đen với con BB cái nè, hai con nè kiểu mẫu là cực kỳ luôn nè, lúng nè thấy không, chân càng thẳng lặng hết. Đó thì cô chú anh chị ai muốn mua liên hệ ha, quay tầm xa cho cô chú thấy rõ con bò nè, hai bò này cao mét lẻ ha, hai cô chú anh chị đó, hai con quà to ha, hết ha, F1 không đầu tôi lỗi luôn trong lưng này, thấy không, con này siêu chính cống siêu đen luôn nè, thấy không, cực kỳ không chú anh chị. Đó mẹ mong cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ ha, số điện thoại để trong hình hoặc liên hệ chủ nhà, em cho số điện thoại chủ nhà liên hệ chủ nhà ha chú anh chị. À cái đít nè, ở đây nè cực kỳ ghen không, hai con chỉ có 28 triệu à. Đó thì cô chú anh chị mình đi đâu nữa xa nữa mua hai kiếm hàng này, còn siêu mẫu đen giờ thuộc dạng hơi hiếm đó. Hai này đại nhỏ ngày tháng thôi chú anh chị, mới 5 tháng người ta bán rồi mà ăn uống bình thường hết, không phải là không ăn được, ăn ăn uống mạnh hết trơn rồi, chích ngừa viêm da đầy đủ được chú anh chị, thấy không. Đó thì mong cô chú anh chị em thấy ưng ý hai này thì mua liên hệ ha.